Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020. Tôi xin cùng các bạn live truyền hình trực tiếp để trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn và thảo luận cùng các bạn về cái đề tài mà rất là nhức nhối và đặc biệt là nghiêm trọng trong cái thời gian hiện nay. Đó là việc vấn đề tin giả trong cái thời kỳ mà bầu cử Tổng thống Mỹ lần này. Vâng, quả thật trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái Facebook, blogger và rất là nhiều người cả nổi tiếng và cả những người hết sức là bình thường. Họ đã luôn luôn chia sẻ những cái thông tin được cập nhật trên mạng xã hội và lan tỏa rất nhanh. Thì mạng xã hội có cái tác dụng như vậy, tức là cái thông tin mà không bị ngăn chặn và không bị kiểm duyệt, gần như không bị kiểm duyệt. Và cũng chính vì cái việc mà không bị kiểm duyệt đó, thì chúng ta cũng đã thấy rằng có rất nhiều những thông tin mà không được kiểm chứng và tiếp tục được chia sẻ và được nhân rộng và được thêm thắt. Mà cụ thể nhất, cái thời gian gần đây chúng ta đã thấy là cái việc nghiêm trọng là việc mà tung tin đồn là quân đội Mỹ đột nhập vào một cái công ty phần mềm máy tính ở Đức để phân phối mai để tịch thu các phần mềm và dữ liệu server ở Đức. Thì cái việc này rất nghiêm trọng ở chỗ là nó đánh lạc không có tin tức gì cả mà họ căn cứ vào những cái dòng Twitter, vào những cái thông tin mà trên mạng, sau đó họ thêu dệt thêm và cuối cùng thành cái sự việc như vậy. Và ngay sau đó thì tôi nghĩ rằng có phải hàng trăm ngàn người Việt Nam đã xem những thông tin như vậy và họ lại tiếp tục chia sẻ trên Facebook, tiếp tục nói chuyện với nhau và tiếp tục chia sẻ trên cái nền tảng mạng xã hội khác. Đấy, thì quả thật là những cái thông tin đó thì rất tai hại ở chỗ là sự thật. Sau đó chúng tôi đã tìm hiểu và cuối cùng là cái công ty mà chuyên cung cấp cái server và máy chủ đó, họ cũng đã thông báo rằng là cái việc thông tin đó là hoàn toàn sai trái. Mà đây là cái thông tin mà xin chia sẻ với các bạn, là chúng tôi đã cũng chia sẻ trên Facebook của tôi. Đây, các bạn có thể vào trang Facebook Lê Trung Khoa để có thể xem cái thông tin sự thật là như thế nào. Và cái công ty này thì họ nói rất rõ về cái việc mà là cái thông tin đó thế nào. Là công ty Citic bác bỏ thông tin giả được đưa ra liên quan đến cuộc bầu cử ở Mỹ. Sau một số tuyên bố sai lầm đã được xuất bản trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số mạng xã hội, công ty Citic muốn nói rõ những điều như sau. Họ nói rõ như này: các công nghệ được triển khai bởi công ty này ở Hoa Kỳ đều được lưu trữ và quản lý ở Hoa Kỳ bởi một công ty con địa phương và software có trụ sở lại tại Tampa, Florida và rất nhiều những vấn đề khác. Và họ hoàn toàn phủ nhận những cái thông tin đó là bởi vì nó là hoàn toàn sai. Thế nhưng mà rất nhiều người vẫn cố tình không, khi chúng tôi chia sẻ những thông tin như vậy trên trang Facebook của tôi cùng với kiểm chứng là những cái thông tin mà của cái hãng này họ cung cấp cho chúng tôi. Đấy, cung cấp chúng tôi đầy đủ những thông tin như này. Thì có nhiều bạn không đọc và cũng lại lao vào bình luận rồi chửi rủa của cái người đưa tin. Bởi vì chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ đưa tin, chứ tôi không bình luận của việc của mình. Đưa tin là họ nói thế nào thì tôi dịch ra và tôi đưa đường link để cho các bạn cùng tham khảo và cùng biết cái thông tin đó nói là như thế nào. Đấy. Thế thì các bạn lại lao vào có những cái lời nói nặng nề mà tôi nghĩ rằng là vi phạm rất lớn cái tiêu chuẩn cộng đồng ở trên mạng xã hội. Đó là không được phép nhục mạ người khác hoặc là làm những cái vấn đề mà nó không nên như thế. Và tất nhiên là những cái việc đó thì chúng tôi cũng sẽ blocker hoặc là khóa tất cả những cái lời lẽ mà nó thô tục. Chứ còn các bạn mà bình luận theo hình thức là rất dân chủ, rất tự do và rất thoải mái thì các bạn cứ tự nhiên. Đấy. Thế nhưng những cái bình luận mà mang tính chất là thóa mạ phóng viên khi chúng tôi đăng tin thì cái điều đó là không nên. Và đó là vi phạm một luật hình sự ở Đức. Đấy, nó như thế. Và thế còn và sau khi chúng tôi đăng những tin này thì quả thật là những cái người mà trước đến nay họ cũng chia sẻ những thông tin sai sự thật như vậy về cái việc mà quân đội Mỹ đột nhập vào Đức để lấy dữ liệu server của một công ty của Đức, thì họ mới biết là hóa ra họ chia sẻ thông tin giả. Nhưng cái việc này tôi nghĩ rằng nó chưa dừng lại, nó sẽ phải tiếp tục như vậy trong một thời gian khá dài nữa, cho lúc nào mà người Việt Nam chúng ta là có cái thận trọng hơn trong cái việc đọc tin, tìm tin và chia sẻ tin. Bởi vì những cái thông tin giả đó được chia sẻ không phải chỉ những người ở Việt Nam đâu, mà ngay cả những người ở Đức biết tiếng Đức, thông thạo tiếng Đức, nhưng cuối cùng họ không chịu tìm hiểu mà họ cứ thế họ nhắm mắt họ chia sẻ tiếp mà họ không biết rằng đấy là thông tin giả. Đấy, thì đấy là cái thông tin mà tôi cũng thông tin cho các bạn biết như vậy. Và còn ngoài ra thì sau đó thì chúng ta cũng đã thấy liên tục cái thông tin mà thí dụ như ông Donald Trump, ông ấy khóc khi mà thấy người biểu tình chẳng hạn, thế này chẳng hạn, thì chúng tôi cũng đã chia sẻ thông tin này cho các bạn biết rồi, là đây cũng lại là một thông tin giả tiếp nữa. Đấy, những cái giọt nước mắt này là giả, là phiện Photoshop, mà thực tế đây là cái ảnh mà họ lấy ra từ một cái thông tin gốc của kết thi EMEC. Đấy, là đây là ảnh gốc và họ Photoshop cho họ cho thêm cái giọt nước mắt, thì cái đấy không khó. Thế nhưng cũng rất nhiều người tiếp tục chia sẻ là cái thông tin đấy là tổng thống là khóc rồi thế nọ thế kia. Và tôi cũng tìm hiểu và lập tức là tôi cũng đã tìm ra cái nguồn
của Getty Images là cái ảnh gốc của cái tác giả, người ta bán với giá hơn 400 euro một cái ảnh như thế. Thì người ta ghi rất rõ nguồn ngày nào, giờ nào, chụp ở đâu, năm 2020 tháng mấy. Đấy. Và cái việc đấy không hề liên quan đến việc ông Donald Trump khóc, mà cái việc đó cũng lại thông tin giả nốt. Và thì như vậy là cái ảnh này là cái ảnh giả nốt đấy, mà rất nhiều người lại chia sẻ, cũng lại những người có kinh nghiệm viết lách trên mạng xã hội, họ vẫn chia sẻ đấy. Thế nhưng mà sau cái thông tin đó chúng tôi đưa ra thì họ cũng bắt buộc là phải xem xét lại, và có nhiều người đã phải xóa đi. Tất nhiên khi mà đưa những cái thông tin mà trái cái mong muốn của họ ra thế này, thì tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái bình luận, tức là bình luận về 300, tức là cái thông tin tôi đưa ra nhận được 356 bình luận. Đấy, đấy là bình luận là tin đây, bình những cái bình luận của những người này rất là nhiều. Nếu các bạn xem cái trang của Lê Trung Khoa thì các bạn sẽ thấy là rất nhiều bình luận và chửi bới thế nọ thế kia. Mà chỉ mới vai trò là một, như đã nói, phóng viên báo chí thì tôi đưa tin đúng thế nào tôi đưa tin như thế và không thêm thắt. Thế thì đấy là cái điều mà chúng ta phải cẩn trọng hơn với cái những cái nguồn thông tin sắp tới trong cái kỳ bầu cử này, không phải chỉ bầu cử đâu mà sau bầu cử nữa sẽ rất nhiều những cái việc như vậy. Và qua đây thì cũng nói thêm một cái vấn đề nữa là vấn đề tin giả. Cái tin giả này thì nó đã được phát tán từ cái lúc, từ trước năm 1975 rồi. Để các bạn biết rồi, ở miền Bắc Việt Nam nó có cái ban gọi là ban tuyên giáo. Tuyên giáo, tuyên huấn, chính trị viên, tất cả từ đại đội, tiểu đội nó có hết. Thế thì thông qua những cái này ấy, thì nó làm cho con người ta nhận những cái thông tin giả để căm thù người dân miền Nam, để vào chiến đấu, để bắn, giết người dân miền Nam. Thì đây là họ cũng đã bị tin giả. Và sau đó cuối cùng các bạn đã biết là nổi da sáo thịt, hàng triệu người Việt Nam, Bắc và Nam đã chết chỉ vì những thông tin giả như vậy. Đó. Ngược lại thì ở miền Nam Việt Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa thời đó, cũng rất nhiều thông tin giả tuyên truyền về mặt trận giải phóng dân tộc, giải phóng, mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam với cái cờ mà hai màu đó. Thế thì rất nhiều người cũng lại cuối cùng là bị tin giả ở lúc thời kỳ đó, và họ lại đứng lên, họ ủng hộ Đảng Cộng sản để họ cướp chính quyền, họ tấn công, họ khủng bố và đủ thứ khác nữa. Và họ cũng chết vì tin giả. Và cuối cùng thì sao? Miền Bắc họ cũng chiến thắng miền Nam ở chỗ là gọi là bên thắng cuộc. Bên thứ nhất, như anh Huy Đức anh viết cái tập sách đó rất là chính xác. Bên thắng cuộc là sao? Họ chiến thắng vì sao? Cái chiến thắng ở đó là do họ đã tung được tin giả, và họ đã làm tìm mọi cách để cho những người dân Việt Nam tiếp nhận tin giả này một cách tối ưu nhất. Đấy. Thế thì tôi hy vọng rằng là cái việc mà chiến thắng lần thứ nhất, tức là người thắng cuộc ấy, thì không để cho bên miền Bắc họ thắng cuộc lần thứ hai nữa, mà khi ngay cả các bạn là những người Việt Nam, các cô các chú đã phải ra khỏi Việt Nam và đi tị nạn ở những nước khác bởi vì không sống được dưới chế độ cộng sản và bị đàn áp, các cô chú lại tiếp tục mà lại chia sẻ những tin giả như thế này nữa, thì như vậy là chẳng khác gì tiếp tay cho cái việc mà một cái việc mà thua cuộc một lần nữa. Đấy, thì cho nên là đề nghị mọi người hết sức là cảnh giác, tỉnh táo để không bị những cái thông tin giả như vậy, định hướng dư luận như vậy, nó phá cái thể chế dân chủ, thể chế tự do ở mà chúng ta đang được hưởng, và để không bị thua cuộc một lần nữa. Đấy, đây là cái tôi nhắn nhủ như vậy với các bạn. Khi mà sử dụng, xem và chia sẻ những thông tin thì nên cẩn trọng và cân nhắc. Vâng, tôi xin chia sẻ một cái đoạn ngắn như vậy để các bạn biết, và chúng tôi sẽ thường xuyên có những cái cuộc nói chuyện như thế này với các bạn, để các bạn có thể đặt những câu hỏi và tiếp tục có những cái trao đổi trực tiếp với cả tôi hoặc là với ban biên tập của Tờ Thời Báo, để tôi có thể giải thích hoặc là trao đổi với các bạn trực tiếp những cái gì mà các bạn còn thắc mắc. Vâng, xin hẹn gặp lại các bạn và chào các bạn vào buổi livestream trực tiếp truyền hình vào lần tới. Trung Khoa, từ Thời Báo.de, Cộng hòa Liên bang Đức.